chứ, chưa cà rốt. Biến thành puree là ăn hết. Ai đây? Ai đây? Cô bắt đầu quậy cái gì đấy? Hả? Cơm. Emily đang làm gì đấy? Hả? Đang làm gì đấy? Đang chơi. Đang chơi gì? Chơi gì không? À giỏi nhờ. Thế có ai cho mượn đấy? Hả? Ai cho mượn hay là tự lấy? Ừ. Này, bắt cho xem này. Đứa nào đấy? Ăn cơm Việt Nam thì mình sướng, nhưng mà con